Xin chào các bạn. Xin chào các em. Thầy và các bạn đến từ trường phổ thông nhiều cấp Hai Bà Trưng rất vui được đồng hành cùng các em trong chương trình học tiếng Anh trên truyền hình. Các em thân mến, bài học hôm nay của chúng ta sẽ tìm hiểu về chủ đề những gia vị. Spices are things you put on your food to make them more tasty. So the first spice we can talk about is gia vị đầu tiên pepper. Đó là hạt tiêu. Pepper. Các em hãy đọc to pepper. Từ vựng này nào. Pepper. 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 Good. Thầy mời từng bạn đọc từ vựng này nhé. Good. Pepper. Good. Pepper. Very good. Do you like pepper? Yeah. You say yes. You say no. I don't. No, very spicy. Yeah, I do. Yes, I do. Very good. Okay. All right, next tiếp word. Theo, đó garlic. Là củ tỏi. Garlic. Garlic. G. Garlic. 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 Do you like garlic? Yeah. Yes. No, I do. You don't like garlic? Yeah. Okay. Yeah. You can say? No. Garlic. Garlic. Good. Garlic. 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 Các bạn ấy đọc very rất tốt đấy. Good. Next word. Ginger. Một thứ gia vị nữa, ginger. Đó là củ gừng. Ginger. 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 Okay. Ginger. 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 Okay. Ginger. Ginger. You can say? Ginger. Good. Ginger. 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 Very good. Do you like ginger? Yeah. No. No, I do not. It's very common to make cookies with ginger. Gừng cũng được sử dụng make nhiều cookies. Để nấu ăn đấy, các em ạ. Do you know gingerbread? Yeah. Gingerbread man is made from ginger, or a gingerbread house. This one is turmeric. Chúng ta cùng đến với một gia vị nữa nhé. Turmeric. Đó là củ nghệ. Turmeric. 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 Okay, turmeric looks very close to ginger. Looks a lot like ginger, but turmeric is more orange. Ginger is more yellow. Ginger is yellow. Turmeric is orange. Orange turmeric. Okay. You can say. Các em hãy đọc từ vựng này nào. Good. Turmeric. Whoa, whoa, whoa. Turmeric. Turmeric. Good. Turmeric. Good. Turmeric. Very good. Onion. Tiếp đến. Onion. Đó là củ hành. Onion. 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 Các em like có thích onions? Ăn hành không? Ồ, no. Oh, có bạn thích ăn hành, có bạn lại no, không thích gia vị này. Yes, I do. Okay. No. Okay. You can say onion. Very good. Onion. Good. Onion. Good. Onion. 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 Very good. Chili. Một gia vị chili. Nữa cũng rất cần thiết. Chili. Đó chili. Là quả ớt. Chili. 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 Very good. Do you like chilies? No. 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 Yes. Just you. You like chilies? Too hot. They're too spicy. Very, very hot. Chilies are very hot. You do? Okay. You can say. Chili. 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 Good. Chili. 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 Chilies can be green or red. Or light green, yellow maybe. Lots of different kinds of chili.
Chúng ta cùng đọc lại một lượt những từ vựng này. Quả ớt. Chili. Củ gừng. Ginger. Ginger. Củ nghệ. Turmeric. Pepper. Hạt tiêu. Pepper. Garlic. Củ tỏi. Garlic. 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 Onion. Củ hành. Onion. 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 Okay. Let's play game. Chúng ta cùng ghi nhớ những từ vựng vừa rồi bằng một trò chơi nhé. So, cả lớp sẽ chia làm hai đội. What's các em hãy đặt tên cho đội của mình nào. Team 1, team 2. English. 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 Okay. Spider-Man is okay. Team Spider-Man. Team Apple. Team Apple. That's not English. Team Apple. And Team Pen. Các bạn ấy đặt tên cho đội của mình, đó là đội quả táo và đội quả dứa. Team Apple, Team Pineapple, okay. You, come on. Thầy mời hai bạn cùng lên trên này tham gia trò chơi nhé. Okay. One finger. One, two, một, hai và ba. Hãy tìm cho thầy củ nghệ nào. Rất nhanh, đội quả dứa đã tìm được chính xác và đáp án nhanh nhất rồi. Chúc mừng bạn. Good job, good job. Turmeric. You, come on. Hai bạn tiếp theo nào. Ready? Các em đã sẵn sàng chưa? Two, three, hãy tìm cho thầy bức tranh có gia vị là hạt tiêu nào. Oh, team apple. Oh, đội quả táo đã tìm được đúng đáp án team rồi. Apple, pepper, pepper. Okay, you. And thầy mời hai bạn tiếp theo. Ready? One, two, một, hai và three, ba. Chili. Chili, very good, right here. Team apples first. Đội quả táo đã tìm chính xác quả ớt và đã ghi được điểm cho đội của mình. Một lượt nữa nào. Chúng ta chỉ sử dụng một ngón tay để chạm vào đúng bức tranh cần tìm thôi nhé. Touch the board softly, softly, okay, softly. One, two. Một, hai và ba. Hãy garlic. Tìm cho thầy củ tỏi. Garlic. It's here. You were right first. Wait, wait, come back, come back, come back, come back. I don't know who. Susie. Chúng ta phải phân chia thắng bại. Okay, đội quả dứa đã ghi được điểm. Yes. And... okay. Các em đã sẵn sàng chưa? One, two, three. Hãy tìm củ gừng cho thầy nào. Ginger, very good, team apple. Very chúc good. Mừng đội quả táo đã ghi được điểm cho đội okay, mình. Okay, game over. Done. Team apple, you guys win. Good job. But team pineapple, chúng ta cùng tổng kết số điểm. Đội quả táo đã xuất sắc ghi được nhiều điểm và giành được chiến thắng. Xin chúc mừng đội quả táo. Và chúng ta cùng động viên đội quả dứa nào. Okay. Các em làm rất tốt đấy. Chào mừng các em đã đến với ô chữ bí mật của một đố vui ngày hôm nay. Cô Thu Huyền rất vui khi được đồng hành cùng các em trong chương trình này. Trước khi đến với ô chữ bí mật, chúng ta cùng đến với thông tin về người bạn đã giành được giải thưởng của chương trình nhé. Các em thân mến, ô chữ bí mật của chương trình đưa ra kỳ trước được gợi ý là từ vựng gồm 5 chữ cái. Chữ cái đầu tiên của từ vựng này đó là chữ W. Đây là từ vựng để gọi tên những loài động vật khổng lồ sống dưới biển. Và đáp án của chương trình đó là từ whale. Sau khi chương trình phát sóng đã nhận được đáp án của bạn Trần Bảo Lâm ở địa chỉ thành phố Phủ Lý thuộc tỉnh Hà Nam gửi về chương trình, bạn đã có câu trả lời nhanh và chính xác nhất. Và bạn Trần Bảo Lâm đã giành được phần quà của chương trình rồi đấy. Xin chúc mừng bạn. Còn bây giờ, mời các em cùng đến với thông tin của ô chữ bí mật tuần này nhé. Xin chúc mừng khán giả may mắn đã giành được giải thưởng của chương trình. Sau đây là từ vựng mà chương trình đưa ra. Đây là từ vựng gồm 7 chữ cái. Chữ cái đầu tiên của từ vựng đó là chữ bỉ. Đây là một từ vựng chỉ một phương tiện giao thông có hai bánh dùng bàn đạp đều điều khiển.
Và phương tiện này rất hữu ích với học sinh chúng mình đấy. Các em đã đoán được từ vựng tiếng Anh này chưa? Thật dễ phải không nào? Hãy suy nghĩ và tìm ra đáp án và nhanh tay gửi đáp án về chương trình bằng hai cách thức. Cách thứ nhất, gửi về chương trình Học Vui Vui Học, Ban Biên tập Văn nghệ, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, số 2, Nguyễn Bình, Lê Chân, Hải Phòng. Hoặc gửi về hòm thư điện tử Học Vui Vui Học, thp@gmail.com. Và còn một cách thức nữa, đó là các em hãy gọi điện thoại trực tiếp đến số điện thoại 0914838191. Bạn nào gửi đáp án nhanh và chính xác về chương trình sẽ nhận được một phần quà hấp dẫn đấy. Và sẽ được bốc thăm lựa chọn tham gia chương trình Gala Học Vui Vui Học tổ chức vào cuối năm đấy. Còn chần chừ gì nữa, các em hãy nhanh tay gửi đáp án về chương trình nhé. Ban biên tập sẽ liên tục cập nhật đáp án từ phía các em. Còn bây giờ, mời các em tiếp tục theo dõi chương trình nhé. Chúng ta cùng ôn lại một lượt những từ vựng vừa học nhé. Củ nghệ. Turmeric. Orange, very good. Turmeric is orange. Củ hành. Onion. Onion. Garlic. Củ tỏi. Garlic. Garlic. Chili. Quả ớt. Chili. Pepper. Hạt tiêu. Ginger. Củ gừng. Ginger. Ginger. Okay, very good everyone. That's it. Bài học đến đây là hết rồi. Time to say goodbye. Tạm biệt các bạn. Goodbye, tạm biệt các em. Goodbye, hẹn gặp lại vào bài học sau.